phải. Cái gì mà Mister? Mà là mình phải căng đấy. Mà là tơ để nó skill. Nhiều pha gần lên được nó chán khó chịu quá. Nó skill chưa? Tô tốc độ. Căng quá các bạn ơi. Ai nói đấu sinh chơi tông vậy trời. Tông quả thốn thiệt. Nghiệp. Này đi tông. Mấy cái pha đó mình xử lý tốt không thôi là mình mắng như nó rồi. Cái chỗ đó với cái chỗ tảng đá ngay cuối á, dễ bị mắng lại lắm. Cái ông nội xe có bóng lắng ghê thiệt luôn á. Kéo vậy mà lọt lỗ đẹp ghê. Hay xô luôn đây. Anh nội. Nó kéo tạch luôn. Qua đó mà có thêm một bút thì ngon. Chạy sau xài hết bút mục tiêu. Sao mình còn cái xô mà. Sao solo tốc độ nó lấy game này mà solo tốc độ tuổi Athena thì được cái đầu game thôi. Dù chả là lắm phòng ác thật. Ghê vậy. Ranica mà thấy không mấy bạn Roro không nha. Chắc quá. Bạn đó chạy con Deep Blue. Nhìn nó giống con xe này, giống skin con xe này ghê. Hai con đen đen phèn như nhau. Để khỏi căng thẳng nữa thì chuyển hướng sẽ được cho. Ui khó nha. Ao nhây, ao nhây. Ao nhây ngay. Nó căng quá, mà nó đủ căng quá. Nãy thì cảm tông ghê vậy. Mình thích đi cho lắm mệt rồi.
Bet này là có bên này là đồ là chạy móc bê là combo sẽ có bông luôn. Cái tận như này đu ghê ta. Skills cũng chắc thế. Cái ông nổi Sky có chịu thật sự. Đúp xe đúp đúp. Thôi tế nhờ. Chạy giờ chạy liều nhiều thôi. Cua cua cắt kiểu là điểu vô. Chạy bình thường lòng lên đâu, cái này rung gắt quá. Anh kịp rồi đó. Ao nhây. Ao nhây. Nó đừng gắt thế. Kìa yeah. Đủ, sợ phải bút tắt đòi ra. Đòi lớn, đòi lớn. Lớn hộ. Xe đi tí xíu rồi lớn cái xe này. Nó phải tự nhiên mà có bị danh mấy kè đâu. Làm cái kim này cái bô hai, cái bô hai bô nó kiểu vậy. Mở ra cũng màu bô cũng khá là đẹp, xinh xanh. Mấy cái skin khác thì các bạn tăng tốc đó, nó cũng mở cái chỗ ra nhưng mà không có cái bô. Còn về cái lửa bô thì mình thấy nó cũng bình thường. Có cái lửa bô mình thấy skin nhện đó, mình thấy cái lửa của nó vẫn nó gắt thường. Cái này được cái bô nó khá là kiểu. Ôi ôi. Bả trời. Rào rào. Nhích tí vô game nó khó mà. Còn mình ao nhây nè. Bả trời. Cái sai ta ở không đúng kịch bản lắm. Nó có hồi nitro khá là ngon nè. Kiểu mấy con xe mà skill kiểu như 30 giây rồi đó, nó phải có hồi nitro chạy nó mới sướng. Có nitro nitro rồi. Lợi thế chúng ta mới lấy được cái lợi thế gốc đầu. Nhà gốc đầu đẩy tốc mạnh thiệt. Không mà một phần cũng nhờ mình đang cầm con bét ấy. Con nữ o nó hỗ trợ mini boost nữa. Lát bỏ ra, lát bỏ ra cảm nhận cho nó chính xác. Mà mình thấy cái đuôi xe nó quẩy quẩy cái gì ta. Nhiều lúc tăng tốc lên nó quẩy quẩy cái gì á. Đó các bạn thấy không. Như quẩy cánh rồi chừng chuồng sao. Ôi ôi. Mày nói. Ủa không. Ui ngon. Được đúp xe đúp đúp luôn. Ngon quá đã. Ai xưa vượt nó được cái bút. Không thôi là có khi pha đó thua rồi. Tại nó còn nó cầm con bung lôi á. Con bung lôi đúp xe đúp là mình đúp xe đúp không làm sao lại nó được. Nó đúp xe đúp ngang xe đúp đúp mà. Hơn vãi nồi.